Rồi, tính năng chủ đạo của Razer, nó hỗ trợ và điều trị cho các cái căn bệnh mãn tính liên quan đến máu. À, cô bác anh chị, chúng ta nếu mà nói đến máu thì các bệnh như thế nào? À, chúng ta sẽ nói đến máu là ví dụ như là tiểu đường nó cũng do máu, đúng không ạ? Bệnh gút nó cũng là do máu, đúng không ạ? Rồi các cái vấn đề liên quan đến ung thư nó cũng là do máu mà ra, đúng không ạ? Đấy, thì ngày hôm nay chúng ta sử dụng sản phẩm Razer này, nó sẽ đào thải độc tố đến cấp độ tế bào máu, đúng không ạ? Rồi nó có tính năng sửa chữa những cái ADN bị tổn thương, đúng không ạ? Đó, thì tính năng của sản phẩm nó là như vậy đó. À, cô bác anh chị hãy nắm bắt rõ cái công năng tác dụng của Razer để chúng ta đi chúng ta tư vấn cho tất cả các bệnh nhân hoặc là những người có nhu cầu sử dụng cái sản phẩm này. À, chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải tư vấn đúng nha cô bác anh chị. À, chúng ta không nên tư vấn mà tư vấn sai. Ngày hôm nay bảo Razer nó chữa được bách bệnh là không phải đâu. Ngày hôm nay cô bác anh chị phải hiểu rằng là tính năng của Razer nó là cái gì? Nó là thức ăn cho tế bào. Nó làm cho tế bào của chúng ta gì ạ? Khỏe lên để bệnh tật của chúng ta giảm đi. Đúng không ạ? Nó có thể là gì ạ? Kiểm được axit cho các cái vấn đề liên quan đến ung thư, trung hòa được axit cho vấn đề liên quan đến các bệnh ung thư. Đó, thì cái Razer nó có tính năng là như vậy, chứ nó không chữa khỏi được bệnh ung thư nha cô bác anh chị. À, đó là gì ạ? Razer. Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp tục sang một cái dòng sản phẩm tiếp theo, đó là sản phẩm AM và PM. Em Thái nghĩ rằng là có nhiều người đã sử dụng cái sản phẩm này rồi, nhưng mà có thể trong hệ thống của chúng ta ngày hôm nay có thể là nhiều người chưa sử dụng cái sản phẩm này. Nhưng mà em Thái nói với cô bác anh chị rằng là nó vô cùng là hiệu quả. Cô bác anh chị nhá, AM và PM thành phần của nó rất nhiều, nó có trên 70 loại vitamin tổng hợp và khoáng chất cần thiết để gì ạ? Để giúp đỡ đưa các cái chất dinh dưỡng cho chúng ta vào ban ngày và ban đêm. Cô bác anh chị phải hiểu như thế này này. Trong cơ thể của chúng ta, ngày hôm nay chúng ta đưa các cái thực phẩm vào trong cơ thể thì độc tố nhiều là tế bào nó sẽ không ăn. Nhưng nếu mà độc tố ít là tế bào nó vẫn lấy, nhưng mà nó lấy ít thôi chứ nó không lấy nhiều đâu. Nhưng ngày hôm nay chúng ta gì ạ? Chúng ta thay thế bằng cái mà chúng ta ăn đấy bằng AM vào buổi sáng và PM vào buổi tối. Thì là gì ạ? Chúng ta chỉ cần hai viên vào buổi sáng và hai viên vào buổi tối thôi thì nó đã đầy đủ cho chúng ta 70 loại vitamin tổng hợp rồi. Đấy, cho nên là chúng ta không cần ăn nhiều nữa. Đúng không ạ? Chúng ta ăn nhiều như thế chỉ là ăn chất xơ thôi. Nó no cái dạ dày thôi, chứ còn chất thì không có nhiều. Chúng ta ăn như thế thì chỉ có chất, nhưng mà chất ít lắm, không có được bao nhiêu đâu ạ. Chỉ no cái dạ dày thôi. Nhưng mà buổi tối chúng ta lên ăn ít đi một chút ha. Chúng ta sử dụng hai viên PM để là gì ạ? Để cho chúng ta làm thế nào để cái tế bào của chúng ta nó được đón nhận 70 loại vitamin tổng hợp này, để chúng ta có gì dạ? Chúng ta có thể là gì? Khỏe hơn. Chúng ta ăn ít hơn một chút xíu đi, để bệnh tật của chúng ta giảm bớt đi. Bệnh nó từ miệng đưa vào, đúng không ạ? Tham ăn thì chóng chết, tham thì cực biến thân, đúng không? Đấy, có cái câu ví mà ngày xưa các cụ có cái câu ví như vậy đấy. Tham ăn thì chóng chết, bệnh nó từ miệng mà vào. Đấy, thì ngày hôm nay chúng ta biết đến cái dòng sản phẩm này thì chúng ta có thể là gì ạ? Chúng ta có thể là sử dụng nó. Khi sử dụng nó rồi, thấy tốt rồi, chúng ta có thể là tư vấn cho bạn bè, anh em, những người bạn của chúng ta, những người mà đang có cái vấn đề liên quan đến gì ạ? Đến cái đường ruột. Đấy, để chúng ta sử dụng cái sản phẩm này để thay thế cho những cái thức ăn mà chúng ta không cần thiết đưa vào trong cơ thể. Khi chúng ta sử dụng cái AM vào buổi sáng thì nó sẽ giúp cho chúng ta rất nhiều những các cái chất dinh dưỡng rồi. Và tính năng của nó là gì ạ? Nó sửa chữa được những cái sợi telomere, cung cấp những cái năng lượng cần thiết cho chúng ta, cho cơ thể của chúng ta. Sợi telomere là các cái sợi tế bào của cô bác chị. Và hàng ngày chúng ta đối diện với hóa chất, đối diện với các cái công việc liên quan đến suy nghĩ nhiều, rồi nó sẽ gây đến stress, trầm cảm, thì chúng ta có thể sử dụng cái sản phẩm AM và PM này, nó sẽ rất tốt cho các cái vấn đề liên quan đến thần kinh nha cô bác anh chị. Chúng ta nhớ rằng là gì ạ? AM nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta trên 70 loại vitamin tổng hợp, và nó sẽ gì ạ? Sẽ giúp cho chúng ta cái vấn đề liên quan đến gì ạ? Các cái vấn đề liên quan đến thần kinh ha.
nó hỗ trợ và điều trị các cái vấn đề liên quan đến thần kinh, ví dụ như là đau đầu, mất ngủ này, đúng không? Rồi các cái vấn đề liên quan đến sợ chết, trầm cảm. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ sử dụng cái sản phẩm này cho trẻ em, những cái em bé mà bị tăng động ấy, sử dụng cái sản phẩm này rất là tốt nha các anh chị. Và sau đây em Thái sẽ thêm một cái dòng sản phẩm tiếp theo nữa, đó là sản phẩm Finity. Finity đã đạt giải Nobel năm 2009. Tính năng của sản phẩm Finity này thì là gì ạ? Chỉ có những người lớn tuổi một chút xíu, cái tuổi từ 40 năm cho đến 60 tuổi trở lên mà người ta gì ạ? Người ta bị cái vấn đề liên quan đến các cái bệnh, ví dụ như là tim và khớp, chúng ta sử dụng cái này rất là tốt. Còn cái người mà không bị bệnh ấy thì sử dụng cái này thì nó gì ạ? Nó ít tác dụng hơn. Những cái người mà chẳng hạn như là lớn tuổi từ 40 năm cho đến là 60 đấy thì sử dụng cái sản phẩm này này thì nó có thể là gì ạ? Nó có thể là kéo dài được cái tuổi, cái sợi telomere, gọi là cái sợi tế bào, làm trẻ hóa các cái sợi tế bào, và nó làm trẻ hóa cái tuổi tác của mình đi. Ví dụ như là 60 năm tuổi chúng ta dùng trong vòng 1 năm thì chúng ta chỉ còn khoảng độ tầm gì ạ? Chúng ta chỉ còn khoảng độ tầm 58 tuổi thôi. Đấy, chẳng hạn như vậy, nó có thể kéo dài được cái tuổi trẻ hóa của chúng ta. Và Finity này thì tất cả các cái thành phần trong này nó đều từ thiên nhiên. Đó, và chúng ta sử dụng cái sản phẩm này thì mục đích chính của nó là hỗ trợ cho tim và khớp. Cô bác anh chị chỉ cần hiểu rằng là mục đích chính của nó là giúp cho cô bác anh chị tốt cho tim và khớp. Đó, thì thành phần chính của nó là như vậy. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sâu cái min một chút. Trong các thành phần min này, nhiều người nói là Thái ơi, cái sản phẩm này uống cho những người mà bị bại não có được không? Rồi uống cho những người mà người ta mất trí nhớ, người ta không còn nhớ cái gì có được không? Thưa cô bác anh chị rằng là cái min này ai uống cũng được, nhưng mà hiệu quả nhất là ở đâu ạ? Hiệu quả nhất là cái người mà đang làm việc nhiều này này, cái người mà đang làm việc căng thẳng này này, như những anh chị em trong Junet của chúng ta này này, đúng không ạ? Những người mà sử dụng máy vi tính nhiều này, điện thoại nhiều trong giờ làm việc này, đó, thì nên dùng cái sản phẩm này để làm sao ạ? Để nó hỗ trợ cho chúng ta những cái chức năng liên quan đến não bộ. Đó, cái sản phẩm này nó cũng rất là tốt, và cái sản phẩm này nó cũng có chỉ số KPE đấy cô bác anh chị, nó cũng thẩm thấu được vào đấy, vào tận não của chúng ta đấy ạ. Và nó sẽ cung cấp các cái chất dinh dưỡng cho lão của chúng ta để gì ạ? Để cái tín hiệu lão của chúng ta nó sẽ tốt hơn, nó bắt cái tín hiệu tốt hơn, nó xử lý cái công việc nhanh hơn. Em Thái thường xuyên phải sử dụng xe ô tô và di chuyển đi các tỉnh, và gần như là gì ạ? Sống ở trên xe nhiều hơn, lái xe trên đường suốt ngày, và nói suốt ngày, nói xa xả suốt ngày luôn. Ngày hôm nay nói cả ngày ở Sài Gòn, từ sáng 8 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa nghỉ. Đấy, xong rồi này nói từ 1 giờ rưỡi cho đến 4 giờ nghỉ. Em vừa đi xuống kia ăn cơm xong rồi bây giờ lại lên đây nói tiếp. Nên là em rất là thích cái min này, vì khi mà chúng ta sử dụng nó, nghĩa là cái chỉ số IQ của chúng ta nó sẽ rất là nhanh, nó phản ứng rất là nhanh. Ngày hôm nay chúng ta có thể là bắt được sóng tất cả những cái vấn đề liên quan đến các cái câu hỏi. Em Thái hôm nay cho khoảng tầm 20 người khách hàng cũng như là nhà phân phối hỏi em Thái để em Thái giải đáp tất cả những cái câu hỏi liên quan đến bệnh tật, liên quan đến sản phẩm. Ngày hôm nay là gần như là buổi chiều ngày hôm nay là nói rất là nhiều và trả lời rất là nhiều. Nhưng mà ngày hôm nay em thấy rằng cái min này nó rất là hay của các anh chị. Nó rất là tốt, và cái trí nhớ nó tự nhiên nó được kiểu dạng như là nó được hình thành ra. Cái trí nhớ của em hiện tại bây giờ nó rất là tốt khi em dùng cái min này. Cho nên là vừa rồi em cũng đã đặt thêm 5 cái hộp này để em dùng. Em chỉ có dùng thôi, em không đổi cho ai nữa. Ngày xưa em còn đổi cho người ta lấy dự trữ về, nhưng mà bây giờ là không đổi nữa, để mình dùng. Cái này nó rất là tốt. Và công năng tác dụng chính của cái sản phẩm này thì nó sẽ tốt cho những người bị tai biến như cô bác anh chị. Tất cả ai mà tai biến mà bị cái vấn đề liên quan đến trí nhớ mà nó mất trí nhớ, thì chúng ta có thể sử dụng cái min này để hồi phục cái trí nhớ cho chúng ta. Nó sẽ không hồi phục được 100%, nhưng mà chúng ta sử dụng cái này nó sẽ hồi phục được gì ạ? Từ 50 cho đến 70%, tùy theo cái gì ạ? Cái tình trạng bệnh của cái người mà người ta phát. Ví dụ như là bị tai biến mạch máu não mà gì ạ? Mà nó vỡ quá nặng thì chúng ta sử dụng cái này nó
kết quả của nó cũng không có cao nhiều đâu. Nặng quá là không được.